Xin chào bạn, mình là Đỗ Khắc Duẩn, hiện mình đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Học viện Tài chính. Để nói về cái câu chuyện mà mình học hóa hay là chung nhất là trong quá trình ôn thi lên đại học như thế nào, ngay bây giờ mình sẽ nhanh cho các bạn biết câu chuyện của mình như thế nào. Và cũng hy vọng là cái câu chuyện của mình kể đây sẽ phần nào giúp cho bạn có được một chút nào đó là cảm hứng để ôn thi đại học, đặc biệt là thời gian tới là môn hóa. Trong thời gian đó là mình đang ôn thi, tuy nhiên là ở quê mình ôn thi lại nhá, chứ không phải là đi vượt bệnh viện Hà Nội để tìm trung tâm ôn thi. Môn toán với môn lý thì mình ôn được, mình học môn hóa cùng ở trung tâm đó thì mình học khoảng 2 tuần. Thế là thực sự là mình không vào, mình chẳng có thích cảm hứng gì cả. Đến khi mình hỏi thầy được đi toán, thì thầy bảo là được không, để thầy giới thiệu cho em. Với thầy thì lúc đó là thầy đã giới thiệu cho mình sang học ở Lê Đăng Phương. Ở lúc đó có cả những bạn tốt gốc, có cả những bạn điểm số trung bình, và có cả những bạn thậm chí số cao. Ôi thi cùng qua thời gian thì thầy đã biết được cái cách mà học mình như thế nào, và thầy đã gọi là truyền cho mình biết cách để học. Cái thời gian đó là cũng thời gian đầu, thời gian đầu mà thầy đã bắt đầu xuất bản ra những cuốn sách, thì những cuốn sách đó thầy cứ ra phát là những cái đội của mình ấy, các bạn của mình, đội nhóm của mình là ai cũng học theo thầy. Nếu học thì được học. Ngày trước thì sẽ là cuốn sách là làm chủ môn hóa 30 ngày, phần hữu cơ và phần vô cơ. Thì bây giờ thì mình có cập nhật cuốn gì của thầy thì đã đổi lên thành từ 0 đến 9 cộng để môn hóa phần vô cơ, và đây cũng là từ 0 đến 9 cộng để môn hóa phần hữu cơ. Hai cái quyển này thì thực ra là qua thời gian ấy sẽ tái bản nên để phù hợp với cái thi, nên là các bạn yên tâm về cái chất lượng của nhóm. Mà các bạn có thể biết là thấy là cả một cái bài như thế này, nếu mà đưa cho các bạn bằng một mình đúng không, đây thì theo này thì được, thì các bạn thấy chưa, thì thực ra là sẽ không thể nào một mình mà mình nhớ hết được này. Thì lúc đó mình chả hiểu là sao thầy cảm mình thực thật là thầy có ở gần thầy ấy, thì mà cũng hiểu được mình có là truyền cảm hứng kỳ biệt để cho mình học tập và tập trung của mình. Không chỉ là học tập không thôi, mà thầy còn dạy cho mình cái cách tư duy của hóa để áp dụng vào các kiến thức khác của đời sống. Thì vừa học mà mình cũng tham gia nhóm, cái nhóm trên group ấy, để mình trao đổi kiến thức ở đấy. Các bạn có thì mình đăng ký lần đầu. Có thật ra lần đầu là mình cũng ngại làm gì lắm, rồi về sau mấy lần cứ đăng lên rồi quen, đăng lên quen, thì không biết sao, cũng như mình hỏi có gì không, trả lời chỉ ngại. Thì mục tiêu của mình là đỗ đại học, chứ không phải mục tiêu của mình là sợ này sợ đó. Bạn cứ đăng thử 1-2 lần đi, như vậy những lần sau bạn là tin tự tin hơn nhiều. Và chìa khóa ở đây là gì, không chán. Và thời gian đầu mình cho mình một số bài cơ bản bắt đầu quen, nên mình làm dễ rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao thầy cứ bắt làm đi làm lại những cái bài đấy, thì đến lúc mà mình gọi ra là làm đi làm lại những bài đấy. Trong cái thời điểm này mình xem của bài đó, nhưng đến lúc mình khi mình làm lại mình nhận những cái công thức hơn để áp dụng vào những bài khác, nhanh nhạy cái công thức trong đề thi như thế nào. Và thời gian thì cấp tốc, đấy chính là quá trình mình đã ôn thi và luyện tập học cùng thầy để có những cái trải nghiệm sự nghiệm. Và hiện tại thì trong trường kiến thức của thầy dạy ấy, mình hoàn toàn học tư duy để áp dụng vào trong các lên đại học để hàng hơn. Và lời chúc cho các bạn là chúc các bạn sẽ luôn luôn xác định được rõ ràng mục tiêu của mình và hành động đạt được điều đó. Xin cảm ơn. Chúc
hỏi được.